Lệ Thủy hát trích đoạn nha. À, quý vị nào mà biết Lệ Thủy suốt mấy chục năm nay đều biết cái vở tuồng này của sư giả Yên Lan. À, trích trong vở tuồng Đêm Lạnh Chùa Quan. Cô chú anh chị ơi.
Con cảm ơn mẹ nhiều, đúng không? Hát cũng hay mà nói chuyện cũng hay. Quý vị thấy ông nói chuyện cái miệng đãi đãi dễ thương không? Hồi xưa tới giờ lễ thủy là đãi, đãi mà chịu, đúng không? Rồi giới thiệu cho cô Na Khánh Nguyên trước. Trời ơi, nó làm như mẹ điệu lắm vậy, tới đây mà đãi mà trời à. Cảm ơn phần trình diễn của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã về với bà con nhân dịp mùng 6 Tết Xuân Giáp Thìn năm 2024. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của một nam ca sĩ trước khi chúng ta gặp gỡ với người đẹp tuyệt vời và được nhiều khán giả yêu mến, nghệ sĩ Cát Tuyền sẽ xuất hiện sân khấu của chúng ta. Thì xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón nam ca sĩ Khánh Nguyên. Sau phần trình diễn của Khánh Nguyên và Cát Tuyền thì quý vị sẽ, bà con cô bác sẽ được nhận quà. Rồi chuẩn bị nhớ lời Long dặn nha, ở đây máy chĩa vô mình rất là nhiều, cả một thế giới xem mình, cho nên là mình phải giữ trật tự, không chen không lớn, từ đây cho tới ngoài cổng cũng được. Ghép like một hàng đi qua như thế này là 5 người, rồi kế tiếp 5 người, mình phải đẹp, nhất định người Việt Nam mình. Đi ăn năm ta hoát cơn đề cùng dẫn nhân về, còn ai đợi chờ nữa không em, còn ai dặn dò nữa không em, thôi hãy theo anh nên lối ăn năm ta thoát cơn đề cùng dẫn nhân về. Dạ, xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Và hồi nãy Tri hát thì anh Long có lì xì là 1 triệu, nhưng mà thôi bây giờ anh ra đây em nói một xíu. Hôm nay là mình phát quà cho bà con đúng không, thì anh cho em được hùng thêm cái phần này nữa để gửi vô cái phần phát quà cho bà con hôm nay nha anh. Ơn Trí là bởi vì lần đầu phát quà với bà con cô bác á, mà mới nói chứ bây giờ 10.000 người á thì cũng không có đủ vào đâu hết trơn. Anh Long làm cũng có sể, cho nên là cũng có mẹ bên Canada cũng cho phần 3 triệu nè, rồi hôm qua dì Diễm cũng cho phần 500 đô nữa ở Sài Gòn. Mỗi người chung tay thì bây giờ đó, thì hồi nãy giờ cũng có những bà con không có phiếu, thì thôi để 1-2 ngày nữa khi xong chương trình từ thiện, Long sẽ mua 1-2 tấn gạo để đây cho Út, thì bà con nó có thiếu thì cứ đến nhà thì tại vì quý vị biết không, tại vì hồi tháng 10 đó anh mình đi hát bên Mỹ thì lúc đó là Long có nói là sắp tới là tới thì Long sẽ về để làm cái buổi phát gạo này, thì Long mời Trí với mẹ xuống để hát cho bà con nghe, thì lúc đó là mẹ với Trí đã ok rồi, cho nên là lần này là dù như thế nào cũng phải xuống với Long, cho nên là đã hứa rồi, cho nên anh cứ yên tâm, đừng có lo cái gì hết. Trí xin cứ lịch cho mẹ, nhưng mà mẹ Lệ Thủy thì quá là tuyệt vời bà con ơi. Trời ơi, một người mẹ ngoài đời, một người mẹ trong tuồng cải lương của tôi số 1 luôn bà con ơi. Cho một người mẹ này một tràng pháo tay thật lớn được không? Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, trước bây giờ thì trước khi quý vị coi mẹ của gia đình Trí hát, thì Trí sẽ hát một bài hát nữa theo yêu cầu của anh Long, hát bài Áo Mới Cà Mau cho quý vị và con nghe nha. Dạ, la thằng thứ nha. Cha. Đêm trắng kia tới chợ Cà Mau.
yêu cùng người nhung linh cùng những yêu cùng nào về năm khăn nhớ nhau.